Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay con các cây con thích chicken. Aren't tuna. Cái cây bằm nè. Cái cây ăn cơm nè. Con trâu nè. Con nè. Con nè. Con nè. Thân nè. Thật đó, canh chua đó. Con trâu. Này là có canh chua. Con nè. Con. 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 Mọi người ơi, bữa nay mình ăn cơm ống tre. Cái này là cơm kiểu như đây là mày làm cho mày, cái này vừa có nếp cơm với là nếp với gạo tẻ với lại là gạo gạo đen. Cái loại gạo đen mà mình đang ăn đó mọi người. Mình cái này mình mua ở siêu thị. Rồi về là mình phải hấp lại. Đó, để lần đầu tiên mình thấy nó cũng ngộ ngộ cho mình ăn thử. Mình chưa có ăn thử lần nào luôn. Ui né, sao vậy, không ngon hả? Vậy con ăn thịt nha, cái cơm này ăn tốt lắm. Bi đây nè, để ăn thử ở trong đây có đậu nữa mọi người. Rồi giống như là ngũ cốc trộn lại với nhau Wow. để mình ăn. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Nập chứ ăn đẹp. Nó quá sao ăn giống giống như cơm nếp Việt Nam mình. Tại cái này có trộn gạo tẻ nhưng mà ăn cái này ăn chắc bổ mọi người. Đây con cầm đã nha. Bia thích ăn cơm bình thường, ăn cái cánh gà. Cắn đại đi. Cái này là đây mọi người, ở trong nó rất là dẻo luôn, nó na ná như cơm nếp của mình, nó niêm, có niêm nếm nữa, chắc chắn là sẽ có niêm đường, nó hơi ngọt ngọt kiểu như là cơm nếp mà nấu sôi mọi người, ăn cũng ok lắm nè. Má sẽ thành để con về mất cái hiếm tới rồi cà phê. Tất cả chỉ cho rồi. Ngon nhưng mà ăn chắc dở tại vì tháo này ra không mỗi tài được. Rớt rồi hả? Ăn khác đi. Bữa nay mình ăn thập cẩm mọi người, cơm ống tre, hải sản trộn chua cay, rồi thịt bò steak hư, thịt bò chiên áp chảo, đây là cánh gà chiên, rồi đây là canh đậu tương. Đó, cái món canh này rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Gia đình ăn cơm hàng ngày là hầu như ai cũng ăn mọi người. Cha quên rất là thích ăn cái canh này. Cái canh này là nấu là đậu hũ với lại đậu tương này nọ mọi người. Niêm thì có là bột niêm muối, rồi nấu như hải sản. Các loại rau thì thường thường ở đây là bỏ ớt nè, hành ba rô với lại nấm. Đó. Đơn giản. Ăn từng thứ từng thứ. Cơm ít đồ ăn nhiều. Biết ngon không? Alo. Con ăn cơm đi. Để ăn cái lát thịt. Ngon quá. Tuyên chân cúc trăng nha. Không biết. Đi cực kỳ thích canh canh đậu tương mọi người. Qua cô Bi qua dì Bảy cũng ăn canh đậu tương đúng không? Dạ.
ăn cái này tưởng tượng như mình ăn cơm nếp. Gồm 30% chắp sàn 4.5% sàn 나머지는 몇 프로 몰라. 다른 nó nhiều thứ quá, mình không nhớ hết. Ồ, đưa đây cho mẹ. Wow. Mẹ giỏi dữ. Ừ, cô ăn nữa đi. Bi cực kỳ thích cánh gà luôn cô chú. Cánh gà chiên, nước mắm. Cực kỳ thích, nào con ăn. Mẹ ăn cũng ăn thử cái cánh gà. Ăn thử cả thứ thứ. Ngon, đây kìa. Ngon xích ta. Cảm ơn em. Không có chi. Không có gì. Đã nên có. Có một con, à bà lên đã có cái gì. Ừ. Cái gì à bà lên đã thì con hả? Cảm ơn con hả của mẹ nó con. À bà thì mẹ nó. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Ừ. Nói con câu vậy mà cứ nói qua nói lợi, nói qua nói lợi vậy sập. Cái người mà làm cái này cũng công phu mọi người. Làm giống như là nấu ngũ cốc các loại rồi bỏ từng miếng vô đây. Thật sự cái này đó, là người ta đã chẻ sẵn ra rồi á. Xong rồi người ta bỏ vô hấp giống như cuộn lại chứ không phải còn nguyên mà người ta chẻ ra rồi. Trời ơi cái mặt kìa. Cái mặt của Bi kìa cô chú ơi. Quá trời luôn. Này con ăn cơm này thử đi. Cơm này ngon nè. Cái mặt như con mèo luôn. Con đang thả má sơ sơ cặp xin để. Đánh đi có má mày sợ. Kỳ vậy hả? Bi nói hôm nay chỉ có cái cánh gà chiên là ngon nhất thôi. Bi mê ăn gà nướng, gà chiên. Nhưng mà gà kho không thích mọi người. Gà nấu cháo thích. Nhưng mà có chỉ có gà kho không thích. Wow. Bột kiếm được. Ăn cũng mệt lắm. Giờ ông ham một rồi. Hơi máu. Ăn chúng cái miếng hành tây nó cay, hành tây sống cay lắm mọi người. Nhưng mà ba chỗ qua ăn được ngon lành. À. Cay quá. Không cay. Đặc biệt người Hàn á mà sáng mà đi làm là không có ăn hành tây sống đâu. Tại hành tây sống á, ăn vô nó hôi. Cho dù mình đánh răng nó cũng bị hôi nữa. Ba cho quên cũng vậy, sáng không dám ăn hành tây. Buổi tối mới dám ăn. Kể khách hàng không có để khó chịu cho khách hàng thôi. Nhưng mà vợ thì không quan tâm. Vợ khó chịu vẫn được. Ngon dữ ta. Thích ăn tàu hũ. Bi là ăn ngày nào cũng phải có. Có chán miệng hết trơn á cô chú ơi. Chán miệng không có gì khác ngoài quýt. Ở nhà lúc nào cũng mua cho táo này kêu. Nhưng mà táo thì phải ăn buổi sáng chứ không có ăn buổi tối. Hiếm có khi nào ăn buổi tối. Còn mà tối thì ăn mấy cái trái khác.
đúng. Mà mua quýt với mấy cái trái khác cùng á là trái quên không có ăn mấy trái khác, ăn quýt thôi à. Mình thấy hôm nay cái món nào cũng ngon mọi người. 오늘 밥 주마 귤이랑 이거랑 맛있는 거 같아. Vậy đó hả? Okay. Bi thì Bi thấy cái món cánh gà này với cái món quýt ừ đúng rồi là ngon nhất. Còn mình thấy cơm ống tre cũng ngon nè, thịt bò chiên steak khư cũng ngon nè, rồi hải sản trộn cũng ngon nữa, cái canh tương cũng ngon. Thầy cứ uống đường thả mà sister. Ừ. Nè. Sao có tập phải bún thế? Phải bún lo, giang mã nói thầy nhá. Ba Tây Quân nói ăn mấy cái ống này chắc không nhỏ xíu rồi chắc không có no đâu. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy no rồi đó. Tại đâu phải ăn cái này không, ăn cái mấy món khác nữa. Nhưng mà nếu mà ăn cái này không mình nghĩ nó cũng no nữa. Tại cái này nó giống như là nó không phải nó bời gời mà nó ém vô. Cho nên là nó rất là nhìn vậy đó nhưng mà nó rất là nhiều nè. Ăn nó dễ ngán. Nó ngán nhanh hơn là no. Mà nếu mà nó no là nó lâu đói lắm, tại cái này vừa gạo tẻ mà vừa gạo nếp vừa thêm ngũ cốc nữa. Ăn cái này ngoài ngày nào cũng ăn chắc sống 300 tuổi. Xin chào tạm biệt mọi người, bye bye tiếp theo. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Bye bye. Hôm nay nuôi ăn tất cả mọi người, bye bye. Chú ạ, yêu cầu tư, tự lia ra, tư bè bè. Ai đi, thảm bè tư tuân này ơi. Ôn luyện 영상 끝.